Chào các bạn, rất vui lại được gặp lại các bạn trên kênh Đầu tư 6.0 của tôi. Và trong cái video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng trò chơi có thể giúp chúng ta kiếm được tiền ở trên điện thoại của mình. Đây là cái trò chơi bắn bong bóng. Và cái trò chơi này rất là hay, kể cả trẻ con, người lớn cũng rất thích cái chơi trò chơi này. Và trong cái quá trình chơi thì chúng ta có thể là tích điểm, quy đổi ra tiền. Và cái link để tải cái trò chơi này thì tôi để ở dưới phần mô tả của video nhé. Và đây, sau khi tải và cài đặt cái trò chơi này thì chúng ta sẽ nhập cái mã là 9CGWXXW vào thì chúng ta mới có cái cơ hội để nhận được những cái phần thưởng và thể hiện cái công cụ để rút tiền về. Thì bây giờ chúng ta cùng thực hiện cái thao tác này nhé. Mọi người cùng xuống những cái phần mô tả của video. Một là chúng ta click vào cái link này hoặc là chúng ta lên CH Play để chúng ta tải cái ứng dụng này về. Sau khi mà chúng ta click vào cái link dưới phần mô tả thì sẽ đưa chúng ta về cái trang như thế này. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta cài đặt cái ứng dụng này về. Đây là cái ứng dụng ở trên Google Play này. Còn những bạn khác nếu chúng ta không click vào được cái link này thì chúng ta có thể là lên công cụ Google Play đây để chúng ta tải về cũng được. Đây nha, chúng ta cùng lên đây đánh cái đây Lucky đây. Chúng ta tải cái ứng dụng này về, cái trò chơi này về này, bấm vào đây. Chúng ta bấm vào cài đặt này. Đây là một cái trò chơi rất là thú vị, rất là hay và cũng rất nhẹ, có thể giúp chúng ta kiếm thêm được 2 đô đến 5 đô một ngày là chuyện bình thường. Đây, cài rất nhanh đúng không? Bây giờ cài đã xong rồi thì chúng ta bấm vào Open để chúng ta mở cái trò chơi này lên. Để chúng ta chờ một tí để cho cái trò chơi này nó khởi động. Đây nha, chúng ta chú ý là chúng ta phải nhập cái mã này vào thì chúng ta mới được ưu đãi nha. Chúng ta sẽ có được 300 cái điểm kim cương. Đây, chúng ta bấm vào cái phần quà đang lúc lắc ở trên này này. Chúng ta bấm vào đây. Thì chúng ta sẽ thấy là đây. Ở chỗ này có 300 coin này, thì đây là 300 điểm của chúng ta khi mà chúng ta nhập cái mã lúc nãy tôi đã đưa đấy vào. Chúng ta bấm vào đây cái dòng này này, input code này, chúng ta bấm để chúng ta nhập vào này. Đấy, 9CGWXXW và sau đó chúng ta bấm vào đây. Đấy, như thế là chúng ta cài đặt được 300 và thêm 100 nữa là đã được 400 rồi. Đấy, 400 kim cương rồi. Đây nhé, đây cũng là khi mà các bạn nhập cái mã đấy xong thì các bạn cũng sẽ có một cái mã để các bạn đi giới thiệu và chúng ta có thể kiếm thêm được tiền từ cái ứng dụng này. Bây giờ chúng ta bấm vào cái mũi tên quay lại ở đây. Thì để kiếm được tiền từ cái ứng dụng này chúng ta sẽ bấm vào Play. Để chúng ta thích chơi game thì chúng ta bấm vào đây. Sau khi đã có đủ game, có nhiều tiền rồi thì chúng ta sẽ bấm vào redeem ở đây. Khi mà chúng ta chưa nhập cái mã mà tôi giới thiệu thì nó sẽ không hiện lên cái chỗ này để chúng ta rút tiền. Còn khi chúng ta nhập vào thì nó mới hiện lên cái phần ứng cái công cụ để chúng ta rút tiền khi mà chúng ta đã đủ cái điều kiện. Đây là cái công cụ redeem này. Chúng ta bấm vào đây chúng ta sẽ thấy được. Đây, 5 đô, 10 đô, 25 đô, rồi 5 đô, 15, 10 đô, 25 đô chúng ta có thể rút về PayPal. Đến 150.000 kim cương thì sẽ được 5 đô. 150.000 kim cương này được 5 đô thì ta có thể rút về tài khoản PayPal của ta được.
Anh, cái ứng dụng này rất là hay. Còn này, bây giờ các bạn cứ thực hiện chơi trò chơi này đi, và chúng ta đăng ký theo cái link của tôi để dưới phần mô tả của video, và nhập cái mã code tôi để dưới phần mô tả của video. Thì khi các bạn được tiền thì tôi sẵn sàng, tôi sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho các bạn đăng ký tài khoản PayPal, và chúng ta rút cái số tiền này về tài khoản PayPal cho các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng sang để thực hiện thử chơi một số cái trò chơi này xem là như thế nào. Để chúng ta bấm vào đây để trò chơi, hoặc bấm vào đây để quay số trúng thưởng nhé. Có rất nhiều các cái hình thức. Bây giờ ta vào đây ta chơi này. Đấy, đây là trò chơi rất hay nhé. Ta bấm vào từng cái nấc thang một. Đây, bấm vào số 1 đây. Đấy, rất là hay. Đúng không? Đây, chúng ta bấm này. Đấy. Màu vàng này. Rất là hay đấy, màu đỏ này, đấy, màu xanh này, đấy, rồi bây giờ chúng ta tiếp tục bấm sang cái số 3 ở đây. Đây, đấy, trò chơi này rất là hay đúng không? Đấy. Đấy, cái này kể cả bản thân tôi cũng thích chơi nữa, chứ đừng nói chi là trẻ con. Đấy, như thế là ta sẽ được cộng 100 kim cương. Thì ta bấm vào Start ở đây. Chờ xong cái quảng cáo này. Giờ chúng ta tắt cái này đấy. Giờ có 70 kim cương thôi. Như thế là cũng được rồi. Bây giờ chúng ta sang cái tiếp theo. Là bây giờ hiện tại được 470 rồi. Sang cái thứ tư này. Có rất nhiều các cái cấp độ để chúng ta chơi thử sức. Và chính ra cái điểm kim cương này thì chúng ta sẽ 150.000 kim cương thì chúng ta sẽ đổi ra được là thành 5 đô, và chúng ta sẽ rút về cái tài khoản PayPal của chúng ta được. Đấy, rất là hay. Đây là một cái ứng dụng mà có thể giúp chúng ta vừa giải trí vừa kiếm được tiền. Đấy. Đấy. Đấy, như thế lại thắng rồi đấy. Mình chơi cũng đang thấy mê rồi, nếu không biết là các bạn như thế nào. Đấy, rất là tuyệt vời. Ta lại nhận thêm một số điểm kim cương để xem là được bao nhiêu điểm nha. Ta chờ cho cái dây này nó chạy về số 0 thì chúng ta sẽ tắt cái quảng cáo này đi. Rồi, bây giờ ta tắt cái quảng cáo này đi. Để chúng ta xem là được bao nhiêu kim cương. À, được 70 kim cương, như thế cũng là rất tốt rồi, được 540 kim cương rồi. Và những bạn khác chúng ta muốn chơi thì chúng ta lấy chơi nha.
Đấy, rất là hay. Đấy, có rất nhiều các cái chương trình này. Và chúng ta điểm danh hàng ngày để chúng ta nhận. Rồi, chúng ta bấm vào đây để ta tắt cái quảng cáo này đi. Rồi, đã được thêm 200 nữa là thành 740 rồi. Bây giờ ta có thể vào cái vòng quay đây để chúng ta quay thử. Đây, nhân với 100 nhân 50 nhân 200 nhân 10 và được thưởng 2 đô. Thì chúng ta bấm vào Shopee ở đây để chúng ta quay thử xem thế nào nha. Đấy, như thế là ta được 2 đô rồi đấy. Bây giờ ta bấm vào đây. Là cắt đi. Vâng, tiếp tục này. Đấy, chúng ta cộng thêm được 10 điểm kim cương nữa rồi. Thì cái này là nó có rất nhiều quảng cáo nên mỗi lần chúng ta kết thúc một cái vòng quay thì nó lại hiện lên một cái quảng cáo. Cho nên là ta lại phải chờ tắt đi của quảng cáo thì ta lại mới làm tiếp được cái vòng quay tiếp theo. Đấy, được thêm 100 kim cương nữa rồi. Nghĩa là đã được 850 kim cương rồi. Thì còn rất nhiều những cái mà chúng ta cần phải khám phá thì mọi người sẽ tìm hiểu thêm nhé. Và nếu như các bạn được nhiều tiền rồi thì hôm sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta rút cái số tiền này về tài khoản PayPal của chúng ta. Rất là hay. Đó. Và thôi, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ chơi trò chơi và tham gia các cái vòng quay may mắn và kiếm thêm tiền. Và chúng ta có thể là cho trẻ con chơi các cái trò chơi này cũng được. Và khi đủ điểm và đủ số tiền thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta rút về tài khoản PayPal một cách rất là đơn giản. Ok, anh xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của tôi. Xin chào.